chúng tôi rất cảm, chúng tôi rất xúc động, làm như là trong trong bác đã hàm chứa tất cả những thiêng liêng, thiêng quốc túy của quốc gia chúng ta đã chứa trong con người của bác. Chúng tôi nhìn hình ảnh của bác, chúng tôi rất là cảm động. Xin cảm ơn bác Bùi Tính và xin quý vị cho một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần mà bác đã vì tổ quốc chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta về đây để tưởng niệm ngày quốc tổ, cũng có nghĩa là chúng ta tưởng nhớ đến những bậc tiền nhân đã xây dựng quê hương chúng ta trong một quá trình dài lịch sử từ trước tới nay. Như vậy, nói tới những vị đã dày công xây dựng và bồi đắp quê hương của chúng ta thì chúng ta cũng nói tới trách nhiệm của những người con cháu đất Việt hiện hữu trên đất nước Hoa Kỳ nói riêng và khắp năm châu nói chung. Trách nhiệm đó là gì? Nếu nói chỗ này thì có nhiều người sẽ đặt vấn đề là chúng ta đang sống ly hương, làm sao chúng ta xây dựng quê hương. Thưa quý vị, nếu có ý nghĩ đó thì chưa chuẩn xác đâu. Theo ý nghĩ của tôi, tất cả những người Việt Nam chúng ta, những người con đất Việt đang ly hương, đang sống trên khắp năm châu, mang dòng máu Việt Nam, là những con người mới có cơ hội tốt nhất để xây dựng cho quê hương. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có cơ hội bước ra ngoài quốc gia, chúng ta phải mang cái dòng máu quê hương Việt Nam, chúng ta đem cái văn hóa Việt Nam và biểu tượng Việt Nam đến với những người ở nước ngoài cho họ hiểu, biết con người Việt Nam và biết được văn hóa Việt Nam và biết được tổ tông Việt Nam. Đó, chúng ta mới có cơ hội để xây dựng quê hương gì tốt hơn là những người trong quốc nội của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng những người trong quốc nội thì xây dựng quê hương thì trực tiếp, nhưng mà những con người chúng ta mang dòng máu có cơ hội bước ra ngoài là chúng ta lại là người tốt. Theo tôi nghĩ là như thế. Như vậy, dù các bậc bô lão hôm nay cũng như các em nhỏ còn thơ ngây như thế kia là những hình ảnh hiện hữu để xây dựng quê hương Việt Nam cho chúng ta trên khắp năm châu. Nói như vậy, có người cũng đặt câu hỏi, như vậy thì các thầy đã mang cái màu sắc tôn giáo thì quý thầy đã gọi là không bất bạo động, thì quý thầy lấy cái gì để chứng tỏ rằng đóng góp và xây dựng quê hương? Thưa quý vị, chúng tôi xin trả lời, chúng tôi còn nhớ bên Công giáo có một câu rất là hay mà chúng tôi nghĩ là chúng ta phải nên học tập, ngay bản thân chúng tôi cũng nên học. Người Công giáo có một câu như thế này: trước khi chúng tôi là Công giáo, chúng tôi đã là người Việt Nam. Như vậy thì nếu là người Việt Nam đến với tôn giáo thì tôn giáo đã có trước, cho nên người Việt Nam đến với tôn giáo là vì sao? Là bởi vì tôn giáo là mục tiêu để tiêu khiển và đưa con người đến cái chỗ an lạc và bình yên. Như vậy thì những người ở trên khắp năm châu, chẳng hạn như người Ý cũng vậy, người ta, tôi nghĩ người ta có thể nói một câu là before I am going to become Italian, I am Italian. À, họ có thể nói một câu vậy thì tôi cũng có thể nói một câu: trước khi tôi đến với Phật giáo, tôi đã là người Việt Nam. Như vậy thì ngay cái trong cái con người Việt Nam đã chất chứa là tôn giáo ở trong đó, mà trong tôn giáo nó đã chứa đựng các dân tộc, trong đó có dân tộc Việt Nam. Hay là nói một cách cụ thể, cộng đồng Việt Nam ở Mỹ xây dựng đất nước Hoa Kỳ thì đất nước Hoa Kỳ
đã hàm chứa có cộng đồng Việt Nam và các tộc khác. Đấy, cho nên như vậy thì bất kỳ dù là trẻ già hay dù là mang hình sắc tôn giáo hay dù là không mang hình sắc tôn giáo, chúng ta đều là con người Việt Nam và xây dựng quê hương Việt Nam. Cho nên tôi có nhớ một bốn câu thơ của một người Việt Nam lưu hương, và bốn câu thơ đó tôi nghĩ là tôi cho là đầy màu sắc dân tộc và có tinh xây dựng quê hương. Đó là bốn câu thơ là khi nào rạng ấm chiêu dương, cùng nhau xây dựng quê hương Tân Kỳ. Dù cho vật đổi sao chi, lòng người vẫn nhớ, mọi người vẫn nhớ những gì quê hương. Xin kết thúc và xin cảm ơn tất cả mọi người.